tin xin phép được tất cả quý vị đến từ tương lai của sự lựa chọn quan trọng nhất à. Rồi quý vị nghe cái lộ em tặng cái bầu trời của Bảo Khang. Em xin tặng anh thắng giải vòng loại này một bầu trời của công ty Bảo Khang. Cái bầu trời này có trị giá 20 triệu đồng, khi bạn có thể sửa nhà, xây nhà này, tất cả các chuẩn bị cho đó là hỗ trợ một đội thợ nữa khi sử dụng dịch vụ nhé. Bên kia rồi cái đó có thể là bây giờ người tiếp theo xin được trả bước vào trường đặc khu công nghiệp ngồi ở đây chỉ có 30 nghìn đồng, rất mong quý vị có sự hội nghị tình sự và tình hình tới đây anh chị có thể mình giơ tay lên được các 30 nghìn đồng, còn có cái tờ hướng đó khỏi chuẩn bị do số đúng không chị ơi? Ở dòng này là mình ban nhạc đúng không? Chưa hả? Dạ dạ, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều để hỗ trợ nha. Tới luôn hả? Tới luôn rồi. Cái đối với gì và để các nhạc gia dân tộc hôm nay mời tới thì chúng ta sẽ có vài vòng đặc biệt nhờ ban nhạc đánh cho chúng ta để hát thực hiện và con thấy là đôi cơ không phải chỉ có nhạc hiện đại đánh hoặc là ca đánh mà chúng ta còn có những nhạc cụ dân tộc rất là phù hợp tới văn hóa dân gian truyền thống đôi cơ. Và cái gì ai chúc con bé giơ tay liền nhìn cho các em, còn con bé rồi chuẩn bị đúng bắt sẽ nói chuẩn bị do số gì ơi nhớ. Con mười mấy là con mười mấy là con mười mấy con mười.
15, 15, 15. Đọc gì vậy ạ? Giờ quý vị, 55 giờ vào đây, 30 đồng là có chủ nhân may mắn nha. Xin được cảm ơn ban nhạc Vui Xem. Và bây giờ quý vị ơi, Quyền đã thấy có hai chủ nhân đọc giải con số 55 cho một lời đặc biệt này. Hãy cho mình nhớ nha. Vui lòng di chuyển lên sân khấu. Và trong lời sau, chúng ta sẽ được bắt đầu trở lại với những điểm câu chữ số. Và trong đó chúng ta sẽ được có sự kết hợp là điệu lý, câu hò và đặc biệt có nhạc trẻ đó quý vị. Và chúng ta đến với ban nhạc Vui Xem. Rồi bây giờ vì cái chính chủ bây giờ cho dễ nhá, mình chờ nhé quý chị này nhá. 4852 là mình chờ ký hiệu nè. 25 xin lỗi, 55 có 1, 43 43 có 2, 31 31 có 3, số 10 hợp lệ. 4852 là ký hiệu nha. 4851 là ký hiệu song song. Các con số may mắn 55 có 1, 43 có 2, 31 có 3, số 10 hợp lệ nha. Rồi bây giờ cái vô trời em ơi, rồi là Phan đứng đây ha. Và bây giờ mình sẽ được tặng thêm một cái voucher trị giá là 20 triệu của công ty xây dựng kiến trúc Bảo Khang đó. Rồi mình vào trong mình xin nhận vào đó một phần quà đặc biệt của nhà tài trợ một bạn này nó không muốn thằng Vi. Và bây giờ khán giả ơi, vòng loại này chúng ta còn phải là 30% cái dòng này nhớ đầu tư nhanh đầu tư lẹ nhá, để chúng ta có những món quà cầm trên tay. Một vé là một niềm tin quý vị, và những tài là vé lô tô còn lại đó mà khán giả mình mua nó không may mắn đọc giải quân từ một đời.